Không chỉ có những tháp Chăm hùng vĩ ghi dấu ấn của lịch sử, đồng bào Chăm ở Ninh Thuận còn lưu giữ được rất nhiều làng nghề truyền thống. Một trong những số đó chính là nghệ thuật dệt thổ cẩm. Với sự đa dạng phong phú trong hoa văn và họa tiết, những người phụ nữ Chăm đã tạo ra những nét rất riêng trong cách bài trí trang phục, không thể lẫn với bất cứ dân tộc nào. Cùng với làng gốm Bào Trúc và làng thuốc Phước Môn, làng dệt mỹ nghiệp là một trong ba làng nghề Chăm nổi tiếng nhất của khu vực miền Trung nói chung và Ninh Thuận nói riêng. Không giống với những làng dệt khác, làng dệt mỹ nghiệp nổi tiếng bởi nơi đây còn lưu giữ được phong cách dệt vải thủ công của người Chăm cổ xưa mà không cần sử dụng đến máy móc và các thiết bị hiện đại. Đối với các dân tộc anh em khác thì cái nghề dệt họ chỉ cần có mỗi cái một khung thôi. Nhưng mà cái độc đáo của dệt Chăm thì người Chăm cần phải có hai khung. Như chúng ta đã thấy nãy giờ là một cái khung dài để dệt những cái họa tiết, những cái hoa văn phục vụ cho các loại dây viền. Còn một cái khung ngồi kia như các dân tộc khác thì dệt tấm vải dùng để may áo, may váy, khăn choàng đầu. Điều làm nên giá trị của thổ cẩm mỹ nghiệp nằm ở cách tạo hoa văn trên vải. Bằng sự sáng tạo và khéo léo, các hoa văn họa tuyết màu sắc trộn lẫn với nhau tạo nên những giá trị nghệ thuật vô cùng độc đáo. Chúng đã góp phần tạo nên sự đa dạng và sinh động trong nền văn hóa dân tộc Champa. Thông thường, trên những bộ trang phục, phụ nữ Chăm lấy hình ảnh của hoa lá, cỏ cây, muôn loài, những thứ tồn tại xung quanh đời sống của họ để tạo nên những sản phẩm thổ cẩm vừa độc đáo vừa gần gũi. Hoa văn của người Chăm thì yêu cầu phải có những cái hoa văn để phục vụ nhiều tầng lớp khác nhau. Cho nên là những cái mà tự nhiên thế giới chung quanh mình là người Chăm đưa vào làm hoa văn. Mô phỏng, thí dụ như là thực vật, thì các loại hoa, động vật, các loại những cái con vật chung quanh mình hoặc là hiện tượng thiên nhiên khác. Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở làng mỹ nghiệp đã trải qua hàng thế kỷ, đến nay vẫn nổi tiếng cả nước và được các thế hệ phụ nữ Chăm giữ gìn và phát triển. Theo thống kê hiện nay, làng nghề dệt thổ cẩm mỹ nghiệp có hơn 700 hộ, với khoảng 4.000 nhân khẩu, có hơn 500 nghệ nhân, thợ dệt giàu kinh nghiệm, gắn bó lâu năm với khung dệt thủ công từ thời niên thiếu cho đến tuổi già. Đây chính là tiền đề để phụ nữ Chăm ở Ninh Thuận gìn giữ và phát triển được làng nghề truyền thống của mình. Để quảng bá cái làng nghề dệt thổ cẩm mỹ nghiệp để cho khách trong và ngoài nước biết đến. Thì hiện nay địa phương cũng đã có xây dựng nhiều cái kết nối tu tiến trên địa bàn. Trong cái việc xúc tiến thương mại thì tạo điều kiện cho cái nghệ nhân của làng nghề cũng như các cơ sở dệt thổ cẩm của mỹ nghiệp được đi trưng bày cái sản phẩm, trưng bày sản phẩm ở các cái hội chợ triển lãm để thông qua đó để giới thiệu cái sản phẩm của làng nghề và tạo ra cái sản phẩm, tạo đầu ra do sản phẩm của mình. Có thể nói, dù ảnh hưởng từ nền kinh tế thị trường, nhưng làng dệt thổ cẩm mỹ nghiệp Ninh Thuận vẫn giữ được những giá trị truyền thống của mình. Việc nỗ lực bảo tồn và phát triển của chính những con người làng nghề và những chính sách tích cực từ chính quyền địa phương đã góp phần thúc đẩy làng nghề ngày càng phát triển. Những hình ảnh về nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận đã khép lại bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!